Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên là 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ là 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Hiện nay, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, đang có mưa rào và dông mạnh. Dự báo, ngày và đêm ngày 1 tháng 10, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Bắc Bộ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng, Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C. Ngoài ra, trong ngày hôm nay, chỉ số UV cực đại hầu hết các tỉnh trên cả nước đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.